Top 3 cách kiếm lợi nhuận khi anh em nắm giữ các đồng stablecoin như USDT, USDC và UST. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu anh em nào mà mới biết đến kênh và chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của Bang Bang Gaming. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ mọi người top 3 cách để chúng ta có thể take profit khi mà chúng ta nắm giữ các đồng stablecoin. Thì như anh em đã biết, stablecoin là các cái đồng tiền ổn định mà nó đại diện cho giá trị một tài sản. Ví dụ như các đồng của trong crypto này đại diện cho USD á, của Mỹ, đồng đô la của Mỹ. Thì khi mà thị trường uptrend và phát triển rất là nhanh chóng thì chúng ta nắm giữ các đồng stablecoin này thì chúng ta sẽ không có nhiều lợi nhuận, đúng không ạ? Nhưng mà khi thị trường downtrend thì chúng ta nắm giữ các đồng stablecoin này cực kỳ có giá trị. Không chỉ là chúng ta có thể thu được lợi nhuận mà chúng ta còn có thể là bắt đáy khi mà thị trường down, khi thị trường điều chỉnh. Thì việc đó cực kỳ rất là quan trọng. Nên anh em lưu ý một cái điểm này cho mình là bắt buộc cái portfolio của anh em thì cần phải nắm giữ ít nhất từ 15 đến 20% là các cái đồng stablecoin. Ví dụ như USDT, hoặc BUSD hoặc USDC. Cứ miễn là nó là stablecoin là được nhá. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn vào vốn hóa của nó nữa. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ có 3 cách là chúng ta có thể là có lợi nhuận khi mà chúng ta nắm giữ stablecoin. Trên thực tế thì có rất là nhiều cách nhá, nhưng mà sẽ chia sẻ 3 cách chính. Thì cách đầu tiên, chúng là chúng ta sẽ cho vay trên các sàn centralized, các sàn kênh. Cách thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng cái việc thị trường biến động mạnh, có thể mua bán rate cái đồng cặp USDT và Việt Nam đồng. Cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng các cái giao thức DeFi lending, tức là các cái giao thức vay trên các cái sản phẩm của DeFi, các cái DApp của DeFi, thì chúng ta có thể là có cái lợi nhuận từ việc hold stablecoin. Với cách đầu tiên là cách lending thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể là chúng ta cho vay ở các cái sàn giao dịch tập trung rất là lớn trên hiện tại của thị trường. Đó là ví dụ chúng ta có thể sử dụng các cái sàn như là Huobi này, OKX này, Binance này, AxesInvest này và một số cái sàn nữa. Thì đây mình có thể lấy ví dụ này, thì trên sàn OKX chẳng hạn thì các bạn vào phần Finance này và phần Huobi Earn thì chúng ta sẽ có được các cái phần mà chúng ta sẽ vào cái tab là Prudent nào. Chúng ta sẽ thấy được là các cái đồng ví dụ như USDT này là 6,5% một năm, 6,5% API là 6,5%, nhưng mà cái thời gian là 90 ngày này. Đó, ví dụ 30 ngày là về 6,0% này. Ngoài ra chúng ta có thể tìm các cái đồng khác, ví dụ kéo xuống dưới chúng ta sẽ thấy là UST là cái đồng stablecoin của hệ sinh thái Terra Luna đó thì là 10% flexible, tức là nó sẽ linh hoạt. Ok, ngoài ra có USDC là 5,12%. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là USDT là cao nhất trên UST là cao nhất trên cái sàn Huobi này. Thứ hai là cái sàn AxesInvest này thì chúng ta cũng vào phần earn này, staking này thì chúng ta sẽ thấy được là API của USDT cũng như là USDC là 8,33% một năm, thì chúng ta có thể lựa chọn cái sàn này thì nó cao hơn sàn Huobi một chút. Ok, thứ ba là sàn Binance thì một cái sàn cực kỳ rất là uy tín trên thị trường, thì chúng ta cũng vào phần earn này, Binance earn này, thì chúng ta sẽ vào cái phần best for beginner là đây, tức là những cái mà tốt nhất cho những người mới ấy. Thì chúng ta sẽ thấy được là có BUSD là đồng của đại diện stablecoin của hệ sinh thái Binance, BNB, thì chúng ta thấy là API là 10% và flexible. Ngoài ra USDT cũng là 10%, USDC là 1,2% rất là thấp, thì chúng ta có thể chọn BUSD hoặc USDT. Thì cái việc mà chúng ta có thể lending, tức là cho vay trên các cái sàn này thì nó sẽ cao hơn so với chúng ta sử dụng các cái kênh thức, cái kênh về truyền thống như kiểu gửi lãi ngân hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo sàn OKX, thì chúng ta cũng vào phần Finance này, Earn này, chúng ta có thấy ở đây thì chúng ta có thể search với USDT này là tận 325,31%. Thì chúng ta lưu ý nhá, thì ngoài ra nó vụ như thế rồi nó còn có rất là nhiều các cái phần trong thì chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ. Chúng ta có thể search các cái đồng USD khác, thì ví dụ đây là USDT này, USD là TUSD này 20% này, đó, staking crypto thôi, tương tự như USDC cũng là 10%, đó, staking crypto là 10%. Thì có rất nhiều các phương án để mọi người lựa chọn. Đây là trong 30 ngày này thì mọi người có thể an toàn thì mọi người có thể sử dụng Binance hoặc sử dụng Huobi OKX cũng được, đều là các cái sàn cực kỳ là lớn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn các cái sàn này để gia tăng cái lợi nhuận khi mà chúng ta nắm giữ stablecoin. Mà khi mà chúng ta cần bắt đáy thì chúng ta có thể là
Chúng ta có thể unstake ngay được, unstake ngay được thì chúng ta có mang cái bát đấy, thị trường giảm. Ok, cách thứ hai là DeFi Lending, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái sản phẩm DeFi để chúng ta mang cho vay. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ một cái DApp cũng rất là nổi tiếng của hệ sinh thái Terra Luna, đó là Anchor Protocol. Thì ở đây họ cũng cho vay và cho mượn luôn, thế chấp luôn. Thì đây chúng ta thấy TVL rất là cao luôn, hơn 17 tỷ đô, gần 18 tỷ đô rồi. Và chúng ta sẽ tức là cho vay lending cái đồng UST được với API khoảng gần 20%, 19,46%. Đây là một cái nền tảng cực kỳ rất là nổi tiếng ở hệ sinh thái Terra Luna này, anh em có thể hoàn toàn tham khảo. Thì nhiều anh em cũng hỏi là chúng ta việc là chúng ta gửi lãi suất trên các sàn tập trung hoặc là các sản phẩm về DeFi thì có cái rủi ro gì không? Thì chắc chắn là không có một khoản đầu tư nào mà không có rủi ro nhé. Nếu mà anh em nào mà các bạn mà nghe thấy bên nào nói là vụ chúng ta đầu tư vụ mà là hoàn vốn nhanh này, có lãi nhiều này mà không có rủi ro gì thì chắc chắn cái đấy chắc chắn là không phải rồi. Ok, thì chắc chắn là vụ trên DeFi thì cũng có rủi ro về DeFi, rủi ro về hack. Trên sàn Centralize thì nó có thể là an toàn hơn. Sàn là tập trung thì nó có thể an toàn hơn nhưng vẫn có một số rủi ro nhất định. Ok, cách cuối cùng là chúng ta sẽ mua bán rate của cái đồng cặp USDT cũng như là so với Việt Nam đồng khi mà thị trường điều chỉnh đột ngột và đột biến, thì chúng ta vào Binance này, vào cái phần PP Trading này. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được là các cặp giao dịch ở đây. Thì chúng ta sẽ tìm đến Việt Nam đồng nhé. Thì chúng ta sẽ tìm đến Việt Nam đồng nhé. Đây, có Việt Nam đồng này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tap buy. Buy tức là chúng ta sẽ mua cái đồng USDT này bằng Việt Nam đồng với giá hiện tại là khoảng 23.648 này, là rẻ nhất này, 23.649 này. Đó, chúng ta sẽ mua bằng phương thức PIP cũng khá là an toàn trên sàn Binance này. Đó, khi mà chúng ta mua được rồi, ví dụ thời điểm nhé, bình thường thì là giá USDT khoảng là từ 23 23,3 đến 23,7 đúng không ạ? Là giá mà nó là biến động rất là bình thường, rất là ok, rất là ổn định. Nhưng mà khi mà có một cái biến động cực kỳ lớn, thị trường nó tăng cực kỳ rất là mạnh hoặc là nó giảm cực kỳ rất là sâu thì mọi người có xu hướng là, vì giả sử nhé là thị trường giảm rất là sâu thì mọi người có thể xu hướng là bắt đáy, thì mọi người sẽ cần phải là mua cái đồng UST này. Thì khi mà đồng mua UST này thì giá nó sẽ tăng lên đúng không ạ? Tăng lên thì chúng ta lúc đấy sẽ bán đồng UST ra khi mà chúng ta dự trữ đồng UST sẵn. Thì cái này cũng rất là an toàn thôi, nhưng mà đòi hỏi một cái yêu cầu là chúng ta phải có sở hữu cái số lượng gọi là cái dòng tiền nó lớn thì chúng ta làm cái này mới có thể là có lợi nhuận cao được đúng không ạ? Khi mà chúng ta sell, khi mà giá cao rồi thì chúng ta có thể sell ra được, có thể bán ra được. Thì cách này cực kỳ rất là đơn giản thôi, thì anh em có thể tham khảo nhé. Ok, vậy là trong cái video này thì mình đã cùng mọi người tìm hiểu ba cái cách để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận khá là cao khi mà chúng ta nắm giữ cái đồng stablecoin trong cái portfolio của chúng ta. Thì đó là chúng ta mang lending trên các sàn tập trung này và các cái sản phẩm về DeFi, cũng như là chúng ta có thể sử dụng cái việc là thị trường nó biến động mạnh để có thể là mua bán rate cái tỷ lệ cái cặp USDT Việt Nam đồng trên cái sàn Binance. Ok, nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, hay phần nào chưa hiểu thì mọi người có thể comment dưới video nhé. Và nhớ join các channel của Bang Bang Gaming để cập nhật các cái thông tin mới nhất từ thị trường. Thì anh em nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming này bằng cách like video này, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo lên. Thì những cái nút like của anh em đó chính là động lực để team có thể hoàn thiện các cái video, những các cái nội dung chất lượng gửi đến cộng đồng hơn. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.